Vâng, và chào mừng tất cả các anh em đã trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ thử được cái với anh em là vượt qua nỗi sợ của chính bản thân mình. Hôm nay mình sẽ thuần hóa tắc kè. Cái con này là từ mình đã sợ từ lúc mà mình còn nhỏ cho tới lớn rồi. Là mình có thể chơi chăn hay là kỳ đà hay bất kỳ con rắn nào mà hay là con bò sát nào cực kỳ khổng lồ luôn, có cắn hay không mình cũng sợ nữa. Nhưng chỉ có duy nhất cái con trong kẹt tủ này là khiến cho mình sợ thôi. Thì mình tính sẽ dự định sẽ là nuôi nó luôn, là bắt nó ra thường quá đó ăn mà vượt qua nỗi sợ của bản thân. Kiểu như mình sợ con gì là mình phải nuôi con đó, giết để cho bản thân mình nó trưởng thành hơn, nó đỡ sợ hơn. Chứ mang tiếng chơi bò sát mà cái con thằng tắc kè trên kẹt tủ Việt Nam mình cũng sợ nữa. Thì chừng nữa rồi cưới vợ sinh con rồi không biết như sao luôn. Đây để mình bắt nó ra cho để thường quá mới cho mấy anh em coi. Đây còn hơi nhấc tay một xíu, không nên thông cảm nha, mình làm cũng từ từ thôi chứ sợ mà đâu có làm lẹ được. À, mấy con tắc kè này thì mình nói thì nó cũng khá là hung dữ, nhưng mà một khi mình thuần rồi á nó rất là dễ thương mọi người. Mình nghe nói vậy thôi chứ thấy này có chút xíu gì là mình còn sợ nó đụng rồi đó. Bây giờ bây giờ nó táp mình luôn rồi anh em dữ này. Mình học từ trên mạng của anh nào anh chỉ mình quơ tay chứ mà nó là nó hừng á, mà cái kiểu nó hả họng như thế này mình cũng chưa dám thọt tay vô nữa. Mặc dù biết là con này nó khá là nhỏ, nó không có táp được mình, nó táp cũng không có đau nữa, nó táp chỉ hù thôi, nhưng mà nhìn thì cũng ớn lạnh nhé. Này mình tính lúc sau nó ăn, không biết sao cho ăn được giờ, nhát tay. Giờ thành công trong việc mà đút sâu cho nó rồi, nhưng mà ăn hay không mình cũng chưa biết nữa. Nó còn lẹ lẹ, nó chưa vô được, nó chưa có vô con sâu nè. Mình đang cố để tạo thư giãn cho nó để coi nó ngậm miệng lao bạn ăn con sâu nữa không. Nếu mình nghe anh nói thì xe nhỏ này nuôi nó cũng khó lắm, tại bắt nhiều nó cũng dễ chết bỏ ăn, bây giờ không bắt nhiều sao thần được, cho nên nó cũng khá là phức tạp về cái vấn đề này. Bây giờ nhét tay đó thấy không, nó còn hung dữ nữa, cũng cắn lên mình. Ừ, con sâu này nó bò ra ế đụng này nó hung dữ quá anh em ơi, nhét cái con sâu vô mà bây giờ nó không cho, mà muốn cho nó ăn mà nó không chịu ăn luôn, không biết làm sao luôn. Mang đi con, mang đi con, làm ơn mang đi con ăn đi, để mai mốt gì đó. Nghe nói là bắt con này chơi á, thường thì nó cũng thời gian nó cũng như là nó cũng như LG gì đó. Đúng. Cái lúc mà mình bắt được cái con này á là ra là mình đang nuôi một cái thùng gián đất ở phía sau vườn. Mình nuôi cái thùng đó đặng mình cho con gầm út của mình ăn với con kỳ tôm của ông anh mình. Mà tự nhiên cái vô tình cái thấy thằng cu nể chổng thôi bắt nó ra luôn. Tính vượt qua nỗi sợ của mình, lúc trước mình cũng bắt có 2 con rồi nhưng mà giờ cũng cho ông anh nuôi rồi, nhưng mình cũng dám nuôi mà giờ thấy con này nó nhỏ quá, nó nhỏ là nhìn nó cũng cute nên thôi cố gắng tập chơi thử, còn vượt qua nỗi sợ của mình trở thành một người là đàn ông chân chính nha. Mình kỹ thì cái con này nó cũng đâu có nổi nào mà nó dữ đâu, ủa nó không có nào mà nó xấu đâu, nó cũng có một cái nét đẹp riêng của nó. Đây mình chắc mình bỏ cái khay nước này ra, ông anh mình nuôi cũng để cái khay nước này vô trong. Mình đây mình lọc giấy mình thay cho nó, thay cho nó một cái miếng lót khác. Đây nước nó đổ ở đây quá nhiều rồi. Đây, mình kết thúc cái ngày thứ nhất ở đây nha. Thank you.
cũng là cái ngày thứ sáu rồi mình vượt qua cái nỗi sợ của mình thường phục con tắc kè này các bạn. Thì cá nhân thì cũng không có còn sợ con tắc kè lắm, nó còn dữ không, còn hả họng hỏi họng ra. Thì cá nhân thì mình cũng phần nào cũng như là gọi là vượt qua cái nỗi sợ của mình rồi, không còn sợ nữa. Nhưng mà trai bé này nó còn hung dữ, nhưng mà mình nghĩ thì thời gian thì 2-3 ngày nữa thì nó cũng sẽ đỡ thôi, không sao lắm. Tại bây giờ mình có thể là cầm trên tay nè, bé nó cũng không có quản lắm, nó cũng không có chạy lắm, mặc dù cái đuôi nó còn cong cong vậy, nó giống như nó muốn cắn mình nè. Nhưng mà mình nghĩ là 1-2 ngày nữa thì cái việc này mình có thể khắc phục được, ok thôi, không sao hết. Khi mà thường được rồi á thì kiểu như nó con này nó nuôi cảnh nó như LG đó, nó cũng hiền khô, khi để trên tay chơi đã các bạn, có thể giúp che. Những ngày đầu thì nó nuôi con này thật sự sợ thiệt, trời ơi, lần đầu tiên mà kiểu như con này mình sợ từ nhỏ lớn rồi mà giờ đối đầu nó sợ, mình dám nuôi nó luôn rồi, đầu mình cũng thú dữ rồi đó, cũng coi như một bước thành công. Xong cái video này sắp tới mình cũng chuẩn bị là mình sẽ chú tâm về con gồng út của mình hơn, là mình sẽ ra những video mà kiểu như là chuyên về con gồng út của mình hơn, kiểu như là mình cách mình set up chuồng nó như thế nào, cách mà mình menu mình cho nó ăn như thế nào, hoặc là coi như là tất tần tật về con gồng út của mình á. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh, và cũng như là những người mà newbie mới học hỏi nè, mình có thể là kết bạn giao lưu với nhau để có thể là cùng phát triển đam mê hơn, và như là giao lưu kinh nghiệm kỹ năng với nhau.